Hàng triệu người xem cậu bé 2 tuổi giới thiệu bạn thân với mẹ. Một cậu bé 2 tuổi ở Trung Quốc đã giới thiệu người bạn thân nhất với mẹ trong một đoạn clip đã khiến hàng triệu người trên mạng xã hội thích thú. Tờ The Paper đưa tin, mẹ của cậu bé họ Tảng An đến từ Giang Tô, miền đông Trung Quốc, đã quay video con trai mình và người bạn thân nhất của cậu để ghi lại khoảnh khắc đón cậu trở về từ trường mầm non. Hôm ngày 10 tháng 10, khi Tảng An đến trường mầm non, cô thấy con trai và một cô gái đang ôm nhau ở giữa phòng. Người mẹ quyết định không làm phiền đôi bạn và ở cách chúng một khoảng ngắn. Khi cô bắt đầu quay lại cảnh con trai, cậu bé phát hiện mẹ đã đến đón mình. Cậu bé sau đó nói với mẹ rằng cậu muốn giới thiệu người bạn mới. Trong video lan truyền, cậu bé đặt tay lên vai cô bé và bắt đầu giới thiệu. Mẹ, mẹ, cậu bé nói. Người mẹ bật cười trước lời chào của cô bé và rất ngạc nhiên trước hành động của con trai mình. Cô cho rằng đã bị rung động bởi sự ấm áp về tình bạn giữa cậu con trai và cô bé kia. Đoạn video được đăng trên mạng xã hội và gây được sự chú ý với nhiều người xem. Một người viết dùng mạng xã hội viết, nhìn xem, cậu bé hòa đồng làm sao, trông chúng thật dễ thương. Tôi ước mình có một tình bạn như của chúng. Tháng trước, câu chuyện về một cô bé mắc bệnh bạch tạng ở miền đông Trung Quốc, nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các bạn cùng lớp và giáo viên trong ngày đầu tiên đi học đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.